Rồi, hello, em chào quý bà con nha. Thì hôm nay em làm video, nhất là em sẽ hướng dẫn cho chia sẻ về cách phân biệt cái cây măng cục vàng cũng như là báo giá cho cây giống, hiện trạng cây giống bên em cũng như là báo giá cây măng cục vàng nha. Rồi thì giới thiệu với bà con, đây là cây măng cục vàng. Cái loại này phát từ Nam Mỹ nha bà con. Cây này là hàng cây ăn trái nhập khẩu. Thì loại này cũng rất là độc lạ. Cái lá của nó giống như là có hình dạng cái lá xoài, nhưng mà nó nhỏ hơn á, nó dài, dài như cái lá xoài. Và cái đọt của nó quý bà con, khi nó ra đọt thì cái đọt nó màu hồng tím ha. Rồi cái trái của nó khi chúng ta cái trái của nó là màu vàng, và cái ruột thì ruột trắng, ăn rất là nhiều dinh dưỡng nha. Còn hiện trạng cây giống măng cục vàng bên em là từ 40 ha quý bà con, 40 đến 45. Thì mỗi cái giá măng cây măng cục vàng là 500.000 một cây. Chào quý bà con nha, em chia sẻ cũng báo giá cụ thể cho bà con luôn. Rồi, nếu con có nhu cầu sỉ hoặc là lẻ, em ship toàn quốc cho quý bà con nha. Rồi, quý bà con nhu cầu liên hệ trại giống Thầy Đỉnh, khu vực Tân Phước 1, phường Thạnh Lương, quận Thủ Đức, thành phố Cần Thơ. Điện thoại là 0961084636. Bà con nhớ đăng ký kênh để cập nhật mới nhất về cây giống mới ở bên em nha. Thân ái kính chào.